Thúy Ngân lên đồ lộng lẫy khoe nhan sắc cực phẩm đón năm mới. Ghi dấu ấn sau loạt phim và chương trình đình đám như Gạo Nếp Gạo Tẻ, Cây Táo Nở Hoa, Running Man Việt Nam, Bảy Nụ Cười Xuân. Thúy Ngân là nữ diễn viên nổi tiếng hiện nay. Không chỉ có tài năng diễn xuất, nhan sắc của cô cũng được đánh giá cao. Thúy Ngân thường xuyên chiêu đãi người hâm mộ bữa tiệc visual cực đỉnh. Trên trang cá nhân tối ngày 31 tháng 12, Thúy Ngân đăng tải hình ảnh xinh đẹp. Nữ diễn viên diện chiếc váy ngắn cúp ngực xanh dương, kiểu dáng cầu kỳ với chiếc nơ to bản. Màu sắc vốn kén da nhưng lại phù hợp hoàn hảo với người đẹp sinh năm 1991. Thúy Ngân khoe triệt để đôi chân dài miên man và làn da trắng mịn không tì vết đáng ngưỡng mộ. Nữ diễn viên Gạo Nếp Gạo Tẻ gửi lời chúc mừng đến khán giả trong giờ phút năm cũ sắp qua và năm mới gõ cửa. Happy New Year các tình yêu. Năm mới mọi chuyện thắng lợi và thành công nha. Sức khỏe dồi dào, niềm vui nhân đôi, Thúy Ngân viết. Hoạt động chăm chỉ ở lĩnh vực phim ảnh và chương trình truyền hình. Ít ai biết rằng Thúy Ngân từng là gương mặt thiện chiến ở các đấu trường nhan sắc. Sở hữu khuôn mặt xinh đẹp và chiều cao lý tưởng, Thúy Ngân tham gia nhiều cuộc thi và thu hoạch những thành tích nổi bật. Năm 2009, nữ diễn viên Gạo Nếp Gạo Tẻ giành ngôi vị Á Khôi một cùng giải phụ người đẹp hình thể của cuộc thi Nữ Hoàng Trang Sức. Thúy Ngân tranh tài tại Hoa hậu Việt Nam 2010 và lọt vào top 20 vòng chung kết. Người đẹp sinh năm 1991 tiếp tục chinh chiến tại đấu trường sắc đẹp quốc tế. Có tên trong top 15 chung cuộc của Miss Tourism Queen International 2011. Thúy Ngân đã có một năm làm việc chăm chỉ và gặt hái được nhiều thành công. Trong buổi phỏng vấn đăng tải trên Thanh Niên, nữ diễn viên cho biết gia đình cô không có ai theo nghệ thuật. Cô rất trân trọng tất cả vai diễn đã tham gia từ khi mới chập chững bước vào nghề. Chia sẻ về cát xê, Thúy Ngân cho biết mình sống ổn với những gì xây dựng. Ngân sống ổn với những gì mình xây dựng suốt thời gian qua. Chắc có lẽ mình cũng không phải là một người mưu cầu cao. Nên cuộc sống với Ngân bây giờ đã đủ vui vẻ và thoải mái, san sẻ những niềm vui và yêu thương đến gia đình và những người xung quanh là điều Ngân đang hướng đến, cô tâm sự. Thêm một khoảnh khắc bùng nổ visual của Thúy Ngân khiến khán giả trầm trồ. Nữ diễn viên đã làm rất tốt trong năm 2021 qua. Người hâm mộ hy vọng trong năm mới cô sẽ càng tỏa sáng và thành công hơn nữa.